chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tai Mắt. Công nghệ phát triển kèm theo đó là cái vấn đề bảo mật cũng càng quan trọng, vì thông tin người dùng sẽ được dữ liệu hóa ngày một nhiều hơn. Và như các bạn đã biết rồi đó, thông tin người dùng luôn là mục tiêu béo bở của các hacker. Nhưng mà các nhà sản xuất thì vẫn chưa làm tốt trong cái việc là bảo mật các sản phẩm của mình. Tất nhiên, nếu như mà đã làm tốt thì sẽ không có cái video ngày hôm nay. Năm 2017 vừa qua có thể nói là một năm không mấy tốt đẹp gì đối với mảng bảo mật và an ninh công nghệ, khi mà đã liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công mạng, đánh cắp thông tin người dùng, thậm chí là còn có tống tiền nữa. Những tưởng sang năm mới thì mọi việc nó sẽ sáng sủa hơn một chút, thì mới đây, tức là vừa bước qua năm mới có 3-4 ngày mà thôi, thì ba ông lớn về xử lý máy tính là Intel, nè, AMD và ARM đã làm cho cả thế giới công nghệ phải một phen hoảng hốt khi mà toàn bộ các vi xử lý Intel từ thế hệ thứ 8 mới ra mắt gần đây, hoặc là dòng AMD đời cũ và Ryzen series thì chưa có xác minh chính thức, thì một số lỗi ARM, trong đó nổi bật có Cortex A75 đã dính phải lỗi thiết kế, qua đó đã tạo ra một cái lỗ hổng bảo mật vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên là vào ngày 3 tháng 1 thì trang thông tin chuyên về bảo mật The Register đã đưa thông báo về việc là họ đã phát hiện ra lỗ hổng bảo mật trên các chip Intel có tên là Kernel Memory Leaking. Lỗ hổng này khiến cho các chương trình thông thường cũng có thể truy cập được các vùng được bảo vệ trong bộ nhớ nhân của thiết bị. Một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại các hệ thống và nhóm bảo mật mạng đã phát triển một chương trình chứng minh và đã khai thác được lỗ hổng. Đến ngày hôm qua, tức là ngày 4 tháng 1 thì hai ông lớn khác trong làng chip xử lý là AMD và ARM cũng đã thừa nhận rằng họ đã mắc lỗi tương tự. Cũng nên biết thị phần của các chip xử lý mà Intel và AMD đang nắm giữ hiện nay là hơn 95%, và vụ ảnh hưởng này xảy ra ở trên các nền tảng Windows, macOS và cả Linux nữa. Nghĩa là hơn 95% người dùng máy tính trên thế giới, trong đó có cả cái laptop mà bạn biên kịch đã soạn kịch bản này, hay là các PC mà editor đã dựng video này, và cả cái máy tính mà các bạn đang dùng để xem video này cũng đang đứng trước những cái nguy cơ là bị các hacker đánh cắp thông tin và dữ liệu từ cache trong ổ cứng. Và cũng trong ngày hôm qua thì phòng nghiên cứu bảo mật mạng Project Zero của Google cũng đã công bố là đã phát hiện hai cách thức là Meltdown và Spectre mà các hacker có thể tấn công vào lỗ hổng mà mình đã đề cập ở bên trên. Và mình nhấn mạnh một lần nữa là Meltdown và Spectre là cách thức chứ không phải là lỗ hổng. Đối với Meltdown thì đây là một cách thức tấn công dựa trên lỗi ở phần cứng, cho nên là không thể ngăn chặn bằng một cái bản cập nhật vá lỗi thông thường. Để khắc phục thì cần phải có một cái bản vá ở cấp độ hệ điều hành bằng thủ thuật KPTI, tức là cách ly nhân kernel ra khỏi sự tương tác của các ứng dụng người dùng trên hệ điều hành và để đảm bảo an toàn. Và sau khi mà cập nhật bản vá lỗi thì máy tính của bạn sẽ giảm hiệu suất từ 5 đến 30% tùy từng con chip mà các bạn đang sử dụng. Linux, Windows và cả macOS phải thay đổi ở nhân hệ thống. Linux và Windows thì đã tung ra bản cập nhật trong ngày hôm qua rồi, còn macOS thì có lẽ là trong tuần tới. Và dĩ nhiên là các bạn sẽ phải chấp nhận thiết bị của mình có thể là bị giảm hiệu năng lên đến 30% luôn. Một cái con số không hề nhỏ. Các anh em editor nhà Techmark sẽ sống sao đây khi mà cấu hình máy bị giảm đi như vậy, thì render biết bao lâu mới có clip cho các bạn coi đây nhỉ? Hy vọng là trong tương lai sẽ có một cái cách fix lỗi nào khác mà sẽ không làm giảm hiệu năng của thiết bị, nhưng mà ít ra các bạn vẫn có thể ngăn chặn được cách thức tấn công Meltdown, đúng không? Còn đối với Spectre thì đây là cách thức tấn công dựa vào kỹ thuật xử lý thực hành suy đoán của các vi xử lý đã được sử dụng trong hơn 20 năm qua. Vì vậy, muốn triệt tiêu được Spectre thì phải có được cái thế hệ phần cứng mới. Chính vì vậy mà việc loại bỏ Spectre khó khăn hơn rất là nhiều, vì không có cách nào đơn giản mà lại hiệu quả cả. Spectre thì dựa trên lỗ hổng của các chip Intel, AMD và ARM, cho nên tin tặc có thể tấn công vào PC, smartphone hay cả thiết bị IoT nữa. Tuy vậy cũng rất là khó để mà khai thác được lỗ hổng bảo mật Spectre, cho nên các ông lớn công nghệ không có quá nhiều lo lắng cho các vụ tấn công quy mô lớn dựa trên cách thức này. Mặc dù là chưa có thông báo về việc là tin tặc tấn công dựa vào Meltdown hay là Spectre, nhưng mà hậu quả mà lỗ hổng trong thiết kế các vi xử lý này gây ra là không hề nhỏ. Đối với các nhà phát triển thì phải đưa ra các bản cập nhật phần mềm, các driver phần cứng cũng sẽ có phiên bản mới để mà tương thích với hệ điều hành có kernel đã được thay đổi. Đối với các hãng sản xuất chip thì có lẽ đen nhất chính là Intel, khi mà giá cổ phiếu của hãng này đang bị giảm thê thảm. Trong khi đó thì AMD cũng có lỗi trong chip nhưng mà giá cổ phiếu lại tăng nhờ Intel. Ngoài ra thì các nhà sản xuất vi xử lý còn phải nghĩ ra được một cái kỹ thuật xử lý mới nhằm để thay đổi cho thực hành suy đoán vốn đã được sử dụng hơn 20 năm nay. Cũng có thể vì sự kiện này mà kỷ nguyên thống trị của Intel, AMD và ARM sẽ thay đổi, bởi vì tất cả sẽ bắt đầu lại cùng xuất phát điểm.
Đối với người dùng thì đột nhiên thiết bị của mình bị giảm đi có khi lên đến 30% thì chắc chắn là không dễ chịu gì rồi. Vậy thì chúng ta phải làm gì để mà tự bảo vệ bản thân khỏi những cuộc tấn công nhắm vào lỗ hổng trên chip Intel, AMD và ARM? Thứ nhất và cũng là quan trọng nhất là các bạn hãy cập nhật phiên bản Windows mới nhất và phải chấp nhận một cái sự thật, đó là thiết bị của các bạn có thể là không có hiệu năng tốt như trước nữa. Nhưng mà giữa hiệu năng và sự an toàn thông tin cá nhân thì các bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Nếu như là mình thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn phương án là bảo vệ các dữ liệu cá nhân của mình. Thứ hai là đừng truy cập những trang web lạ, cũng như là tải hay là sử dụng những cái phần mềm lạ, và cũng như là các file có tên đầy thu hút từ bất kỳ những cái nguồn nào. Hiện nay thì tình trạng đăng tin tức giả để câu view rất là nhiều và lợi dụng sự tò mò của mọi người. Hầu hết là các tin tức này sẽ có những cái tiêu đề gây sốc để mà tạo sự chú ý của người xem, và những cái đường link khi mà các bạn kích vào đó sẽ đưa các bạn đến những cái trang web độc hại cả về nội dung và độc hại cả về những cái mã độc được cài sẵn trong đó nữa. Thứ ba là nếu như mà có nhiều kinh phí thì các bạn cứ build luôn một cái dàn máy tính mới để mà sử dụng các CPU thế hệ mới là chắc ăn nhất, không lo bị giảm hiệu năng. Và một lần nữa thì vấn đề bảo mật lại được mang ra mổ xẻ. Cách đây ít hôm thì Techmark cũng đã đưa ra một cái thông báo cấp bách về vấn đề là hơn 1,4 tỷ tài khoản trên thế giới bị lộ thông tin và mật khẩu. Trong đó, theo công bố của Vincent thì có gần 440.000 tài khoản của Việt Nam và đã gây thiệt hại khoảng 540 triệu USD theo báo cáo của BKAV. Như các bạn có thể thấy rồi đó, bảo mật trong công nghệ đang ở mức được báo động, và việc một lỗ hổng nghiêm trọng như lỗi thiết kế trong vi xử lý tồn tại hơn cả một thập kỷ mà mới được phát hiện thì cho thấy một điều là ngay bây giờ chúng ta cần phải đề phòng, thận trọng hơn trong việc sử dụng các sản phẩm từ công nghệ trong thời đại hiện nay. Và Tết cũng sắp đến rồi, mình mong là không còn những cái thông tin như thế này nữa để mà chúng ta có thể cùng nhau ăn một cái Tết thật là vui vẻ. Và các bạn còn biết gì thêm cũng như là có những cái diễn biến mới hơn nào của sự việc này thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và hãy cùng nhau xây dựng một cái môi trường sử dụng máy tính an toàn nào. Và bây giờ thì Như Quỳnh xin